Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với thử thách 5 giây. Nếu như các bạn để ý thì hôm nay sau lưng mình đây không phải là một background quen thuộc ở studio nữa, mà hiện tại mình đang đứng ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ đi hỏi những người xung quanh đây về chiếc Redmi Note 9S để xem rằng với mức giá chưa đến 5 triệu đồng thì chiếc máy này sẽ đem đến những trải nghiệm như thế nào nhé. Intro nào. Xin chào, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân. Mình tên là Nguyễn Diệu Linh ạ. Năm nay mình là sinh viên năm nhất và học trường Ulysses. Ghế chưa? Trường quốc gia luôn đó ha. Vâng. Ok. Vâng, em tên là Minh ạ. Em năm nay 19 tuổi, em là sinh viên năm nhất của khoa ngôn ngữ văn hóa Đức, Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Chào anh, em là Thu, sinh viên Đại học Ngoại ngữ ạ. Mình là Phương, sinh viên Đại học Ngoại ngữ ạ. Mình tên là Thúy, hiện tại mình đang là giáo viên ạ. Mình đang là giáo viên dạy trường Cao đẳng Y Dược ạ. Vâng, em chào anh. Đầu tiên em xin giới thiệu, em là Đỗ Hiếu Anh. Em năm nay 21 tuổi và đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Mỏ Địa chất. Thế hôm nay sang Đại học Quốc gia để làm gì đấy? Sang Đại học Quốc gia để tia gái anh. Hiện tại mình đang sử dụng Oppo. Em đang sử dụng điện thoại Xiaomi Redmi 6A. Em dùng Samsung ạ. Mình dùng iPhone. Hiện tại mình đang sử dụng iPhone ạ. Ngay sau đây thì mình sẽ cho bạn cầm chiếc điện thoại mới này và bạn có biết tên chiếc điện thoại này không? Mình vẫn không biết. Em có thể nhìn thấy đây nó ghi là Redmi nhưng mà không biết là bao nhiêu. Đây là Redmi đúng không ạ? Còn bạn biết? Mình không ạ. Tên chắc mình hiện tại thì mình đang ghi là Redmi rồi. Em đây là Redmi Note 9S. Em xem trên mạng nhiều phết rồi. Là nó khá là mỏng. Mỏng. Thấy đẹp. Đẹp. Cho mình thì thấy nó khá là đẹp. Thì tại vì mình đang dùng Oppo xong rồi mình thấy nó hơi bé một chút, sau kiểu cảm giác không quen tay lắm. Tức là cái chiếc điện thoại nó hơi to hơn đúng không? Hay là nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Mình thấy cũng khá là thích. Mượt. Mượt. Ok. Mình vẫn thiết kế thì mặt lưng vẫn được bo cong, cầm khá là thoải mái. Họ vẫn giữ được cái jack tai nghe 3.5mm thì với một số hãng là họ bỏ đi rồi, không còn nữa. Về phần camera thì có vẻ trông hơi là to. Hơi to. Chung là khá nhiều camera nữa. Em thấy ở đây họ ghi là 48MP thì không biết là thế nào. Màn hình thứ nhất là lớn, dễ dàng cho việc chơi game cũng như là xem phim là thoải mái. Thao tác thì cũng mượt mà. Em có chụp thử một vài tấm cảnh với là một vài tấm selfie thì em thấy cũng khá là sắc nét. Khi mà zoom lên ý, thì ảnh không bị vỡ nhiều, không bị mờ. Em thấy ở đây thì có vẻ là họ sử dụng cái MIUI 11 chấm. Thì họ làm cái view khá là tốt, giao diện nhìn cũng dễ nhìn. Em thấy điện thoại này màn hình nó tràn viền ấy, cho nên cảm giác là màn hình nó rất là rộng. Với lại phần thiết kế camera em thấy rất là lạ. Máy chụp ảnh khá là đều với nét anh. Đấy, nét nhanh. Vâng. Còn chơi game cũng mượt đấy. Chơi game mượt. Cái trải nghiệm về vuốt chạm này bạn có thể cảm thấy là nó có bị giật lag gì không? Không ạ. Đầu tiên khi mình chưa sử dụng ấy, mình nhìn vào phần thiết kế, mình thấy cái mẫu thiết kế rất là đẹp và dễ cầm tay. Tại vì mình thường những người con trai ấy, thường muốn cái chiếc điện thoại mình nó nhỏ gọn nên có thể đút được túi quần ấy. Thế nên là mình thấy cái mẫu thiết kế về kích thước này mình thấy phù hợp với những người con trai và cả con gái, có thể sử dụng cầm tay hoặc là để đút túi quần đi chơi cho thoải mái, chứ không cần phải mang túi để điện thoại như một số cái điện thoại nó to, màn hình to hơn. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy về những cái phần mềm của nó ấy, thì mình thấy là rất là tốt, về phần chơi game thì cũng rất là mượt đấy. Và mình nghĩ cái này thì sẽ đáng để mình bỏ ra đồng tiền để mình mua chiếc điện thoại. Camera rất là sắc nét mà cũng thường con trai mình ít khi chụp ảnh nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn con gái mà muốn mua cái máy này mình nghĩ là nên mua, tại vì cái máy này chụp ảnh rất là đẹp. Và thường các bạn gái thường muốn là để tự sướng hoặc là để chụp một số bức ảnh rất là đẹp thì mình nghĩ cái máy này thì các bạn gái nên mua. Sau khi đánh giá thì bạn có thể chia sẻ về cái cảm nhận của mình về sản phẩm này được không? Đầu tiên về phần thiết kế. Thiết kế thì em thấy con này được, màn hình
Cả trên cả dưới đều kính đúng không? Kính, vâng. Kính cường lực của Glass 5 luôn. Cứng phết. Nhưng mà theo em đánh giá thì con này camera hơi lồi đấy. Hơi lồi. Này để này dễ xước lắm, phải có ốp cơ. Ốp tặng kèm luôn. Nhưng mà được cái camera 48 megapixel thì cũng được. Chụp ảnh thì đánh giá khá ổn đấy anh ạ. Còn camera trước thì Xiaomi thì cũng làm cũng chỉ ở mức bình thường thôi, em đánh giá bình thường thôi, không đẹp lắm. Okay. Trải nghiệm về cái màn hình tràn viền thì bạn thấy sao? Màn hình thì tràn viền thì càng xem phim càng phê thôi anh, chơi game thì càng rộng. Về chơi game thì vừa nãy em có chơi thử thì chơi trên PUBG Mobile thì trải nghiệm khá ổn, lên được Extreme mà để chế độ 3 lần thì còn được. Nên em đánh giá con này chơi game khá ổn. Nếu mà đánh giá ở trên thang điểm 10 thì bạn sẵn sàng đánh giá cho chiếc Redmi Note 9S này được bao nhiêu điểm? Chắc là 7,5. 7,5. Thì bạn định giá chiếc Redmi Note 9S này vào khoảng bao nhiêu? Sẵn sàng bao nhiêu tiền để mua? 4 triệu. 4 triệu là bạn sẽ mua. Rồi, thì mức giá của sổ này sẽ là 4.990.000 đồng khi mà bạn mua khuyến mại tại Viettel Store. Nếu với mức giá như vậy thì bạn có lựa chọn chiếc Redmi Note 9S hay không? Mình sẽ suy nghĩ lại. Mình sẽ suy nghĩ lại. Và okay. Xin phép mẹ nữa. Ok, cảm ơn. Nếu như mà nếu như mà mẹ cho phép là sẽ mua đúng không? Ok, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Nếu mà để được đánh giá trên thang điểm 10 thì bạn sẵn sàng đánh giá chiếc Redmi Note 9S này được bao nhiêu điểm? Em sẽ cho nó từ 7,5 đến 8,5. Tùy theo giá cả. Thế bạn sẵn sàng trả giá chiếc thằng này là bao nhiêu? Khoảng từ 6 đến 7 triệu. 6 đến 7 triệu. Vâng. Thì chiếc thằng này được bán ra với mức giá chỉ là 5,5 triệu chính hãng. Vâng. Thì bạn sẽ cho nó bao nhiêu điểm? Nếu với giá là 5,5 triệu thì em sẽ cho 8,5. 8,5 luôn. Vâng. Ok. Tức là nếu như có trong tay vào khoảng độ 5,5 triệu, bạn có sẵn sàng mua chiếc Redmi Note 9S này không? Có ạ. Có luôn. Vâng. Ok, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Nếu đánh giá ở trên thang điểm 10 thì bạn sẵn sàng đánh giá chiếc Redmi Note 9S này được bao nhiêu điểm? Em cho 8,5. 8,5. Nếu mà được định giá, bạn sẽ định giá chiếc Redmi Note 9S này tầm giá bao nhiêu? 7 triệu. 5 triệu ạ. 5 triệu. Chính xác thì mức giá của sản phẩm này sẽ là 5,5 triệu. Nhưng mà khi mà các bạn mua ở thời điểm tại thì sẽ có được những chương trình khuyến mại chỉ còn vào khoảng 4,9 triệu thôi. Thì với mức giá như vậy, bạn có sẵn sàng mua chiếc Redmi Note 9S này không? Nếu mà có cơ hội thì em sẽ mua. Ok, còn bạn? Thì tùy cơ hội ạ. Nếu ở trong thang 10 chắc mình nghĩ nếu mà máy này thì mình nghĩ sẽ được 9 điểm ạ. 9 điểm luôn. Này. Và anh sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền ra để mua chiếc điện thoại này? Theo mình nghĩ với thiết kế này và cách sử dụng như này thì mình nghĩ chiếc máy này cũng phải tầm 5 triệu hoặc là 4,5 triệu, 5 triệu đúng không ạ? Chính xác. Hiện tại thì chiếc điện thoại này đang được bán niêm yết là 5,5 triệu, nhưng mà tại Viettel Store thì anh chỉ cần bỏ ra số tiền là 4,9 triệu thôi. Thì nếu mà tầm giá như vậy thì anh sẵn sàng mua không? Có, nếu mà tầm giá như này mà được một chiếc điện thoại như thế này thì mình sẽ bỏ đồng tiền ra mình mua được ạ. Ok, cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Em đánh giá con này được 8 điểm trên thang điểm 10. 8 điểm trên thang điểm 10. Thì trước giờ em vẫn thích các dòng Xiaomi, Redmi, nhất là Note 5 Pro này, Note 6, Note 7, Note 8. Bây giờ lên Note 9S này cũng được. Vậy là vừa rồi mình đã đi nhờ những người xung quanh mình đánh giá trải nghiệm ban đầu của họ về chiếc Redmi Note 9S. Tổng kết lại thì chúng ta sẽ có một hiệu năng vô cùng khủng khiếp với con chip Snapdragon 720G. Cùng với đấy chúng ta sẽ có một thiết kế đẹp và một viên pin với dung lượng vô cùng lớn lên đến 5020mAh. Vậy còn các bạn nghĩ sao về chiếc Redmi Note 9S này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment để chúng ta cùng nhau tham khảo. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và subscribe giúp chúng mình. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến chiếc Redmi Note 9S thì hãy truy cập đường link ở bên phía bên dưới dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Viettel Store để cập nhật mức giá bán của sản phẩm này mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.